Và chào mừng tất cả các dân chơi đã cùng quay trở lại với channel của thầy. Và thầy không phải là Đức Mõm nha. Và thầy tên là thầy Philip Nguyễn nha. Thì thầy đến từ Dubai. Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. Ok các em, không vòng vo và đếch nói nhiều nữa. Thầy sẽ nói về cái thử thách của ngày hôm nay là thầy chỉ được nhặt drop thính nhá. Và chắc chắn rồi, thầy sẽ không mua súng, cho nên là súng đầu tiên thầy bắn sẽ là USB. Bởi vì là drop thính ấy, ở giai đoạn đầu sẽ không có súng gì khác, bởi vì là như vậy sẽ mất cân bằng ấy. Cho nên là Garena quyết định nhồi vào đây là một quả bom. Ok, đáp luôn, không cần phải sử dụng. Để mà giết được thanh niên này ấy, thì các em phải ứng dụng cái toán học vào. Đó, các em lấy 110 cộng 20 cộng 110 đấy nhá. Ra ngay đáp án là nó phải nằm xuống. Đợi thầy quấn máu xong nhá, thầy dạy tiếp nhá. Thì nói chung là cảm ơn các em đã xem clip này. Thì các em xem nếu mà thấy hay nhớ là bấm like nhá. Mà lần trước thầy đã đố các em bấm like bằng cái lỗ mũi rồi, bằng tai rồi. Bây giờ bằng cái gì ta? Thầy đố các em bấm like bằng củ chó, hay còn gọi cách khác là khỉu tay. Các em ấn kiểu gì thì ấn nhá, đừng ấn sang cái nút mà like ngược nhá. Thế chết thầy đấy. Ok, chỉ còn một thằng cuối cùng, không biết nó ở đâu ta. Hình như là nó ở sau bốn cái cục kia phải, theo như thầy logic ra nó là như vậy. Mà không biết là có phải vậy hay không, mà cứ ra xem như nào đã. Chắc chắn này, chắc chắn này. Biết ngay mà mày hét sọt này. Thấy không, bắn USB vẫn ra đạn vào đầu, thế mới đẳng cấp chứ. Còn thằng nữa ở đâu? Ok, thằng kia nó còn la liếm cái con hổ kia. Sợ thật, thằng này dâm dê đê tiện. Giờ không biết là cái thằng cuối cùng ở đâu ta. Theo như mình suy tính là tìm hết mọi ngóc ngách rồi, không có thì khả năng cao là thằng này sẽ ở bên dưới. Biết là có không ta, cứ đi tìm xung quanh đã. Mà các em thắc mắc là thầy đang bắn danh gì đúng không? Thầy đang bắn danh kim cương 4. Mà không hiểu sao nhá, kim cương 4 của thầy nó lạ lắm. Nó ghép toàn vào đại kiện tướng rồi. Tổng cộng là 12, 13 trận rồi toàn đại kiện tướng không. Sợ thật. À đây, lúp lùm à. Tội nghiệp thế, một mình thế này không có ai giúp đỡ à. Vậy thì để anh giúp chú chơi ván mới nhá. Uầy uầy, tính ra ông này chơi khá lâu ấy. Cái bộ đồ này có từ lâu lắm rồi cơ. Thầy hỏi các em một câu như này nhá. Là có bao giờ các em bị thính đè không? Chứ thầy chưa bao giờ bị thính đè luôn. Đẳng cấp. À không, có một lần như là bị thính đè, nhưng mà là đấy lâu lắm rồi ấy, không nhớ. Nói chung là không bao giờ để thính đè, hiểu không? Rồi ok, thính rơi nhanh lên nào. Để anh còn có vũ khí anh bắn nào. Xong rồi, lọc công đến anh em ạ. Từ từ, thính rơi đi. Nẹ lên, nẹ lên. Rồi, có vũ khí rồi, có vũ khí rồi. Ok. Và tất cả các học trò của thầy nhớ là không được vắng bóng trong tất cả những cái buổi học nhá. Buổi nào không học ấy thì thầy sẽ đình chỉ luôn. Nhớ là phải học đầy đủ, nhớ chưa? Và xem clip của thầy nhớ phải bấm like nhá. Đấy, thấy giờ thầy lụm luôn hai cái đầu luôn. Đẳng cấp lụm đầu. À các em ơi, thầy bảo này, có một thằng có tên là Dũng, nó cứ gọi điện chửi thầy thôi. Nó chửi thậm tệ nhá, trong cái lúc mà thầy đang đi ỉa nó cũng chửi cơ. Bực hết cả mình. Bây giờ các em nghĩ là câu nào chửi nó cho buồn cười, thầy thả tim hết. Mà cứ để thầy chửi nó trước cho. Mẹ cái thằng Dũng hôi lách này, mày suốt ngày mày chửi tao. Tao làm gì tao động đến bữa cơm nhà mày không? À cái thằng Dũng hôi lách này. Thôi thầy chỉ nói được như vậy thôi, chứ thầy nói chửi bậy quá là YouTube người ta khóa kênh của thầy ấy. Đó, ok. Thì thằng cuối cùng nó ở đâu ta? À, lại con hổ đây. Thằng kia là gạn team up rồi, cái thằng kia là dính thính rồi. Mà tổ sư bố cái thằng đồng đội, leo danh thì không leo, suốt ngày gai gú. Gai nuôi sống được không? Rồi, xử luôn. Ra đạn vào đầu khổ thật. Uầy, quả drop đẹp đấy nhở, ngay trước mặt mình luôn. Không biết là anh gà rán sẽ cho mình cái gì đây, cho cái bất ngờ gì đây. Để xem không biết là thính có được cái khẩu gọi là M887X không. Thì mình thấy là M887X bắn rất là ngon, bởi vì nó có 3 viên cơ. Shotgun có 3 viên thì thứ gì chịu nổi. Còn có cái gì nữa đâu mà khóc vơi. Thôi thôi, cứ coi như là anh em chưa xem được cái cảnh này nhá. Thế nhá. Ủa, drop thính rơi bên trên à? Fucking shit. Sao nó lại rơi bên trên? Lăn xuống đây. Lăn xuống. Rồi rồi, đúng ý mình luôn. À bắn này, để yên lụm thính nào. M4A1X. Ui trời ơi, khẩu này thì bắn cái gì. Thề luôn, khẩu này là khẩu trong những cái khẩu mà thầy ghét nhất luôn ấy. À mà thôi, trời ban của nào thì mình dùng của đấy. Thì khả năng cao là trận này hẹo rồi anh em ạ. Cụ đi chân lạnh toát rồi. Xong rồi, đừng bắn nữa. Đừng bắn nữa, hồi máu cái nào. Cứ cậy có súng bắn. Ha ha ha, tao đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Mày chạy.
khẩu này bắn được xuyên keo sao nhở? Ờ đúng rồi bắn được xuyên keo, nhưng mà rất tiếc là thầy không có biết bắn khẩu này, thầy bắn khẩu này ngu vãi lìn ra. Cố gắng này, xong bắn chúng nó ta. Một viên rồi, ok. Thì khả năng là đối mặt này, đối mặt mày lúp này, ui rồi ôi nó thụt cái đầu xuống nhanh thật, thụt xuống nữa đi, không thụt nữa à? Ừ không thụt nữa thì thôi, thì năm đấy, còn hai thằng nữa, ok. Nếu mà để mà nói khẩu này ấy mà tham gia giao tranh tầm gần thì thôi cụ đi luôn. Thôi bây giờ nhá, bình tĩnh này, thầy sẽ làm một lần duy nhất cho các em xem thôi này. Một thằng, ui kìa, lé đạn à? Thằng này lé đạn, may quá đặt kịp quả keo các em ơi. Ui giời ơi, còn cái thằng boss này đơn giản một viên rồi nhá. Các em xem thầy thể hiện này, thầy đẳng cấp rồi, thầy pro khẩu này luôn. Thầy là top 1 của những cái ông chùm bắn súng tỉa. Yên tâm nè, cân hết. Ok, cứu à. Cứu này, sao không bắn được quả đấy? Rõ là khẩu này xuyên keo mà. Đấy, thấy không? Thầy bảo rồi, thầy top 1 server súng tỉa. Cân hết mọi đối thủ. Nhào vô. Nào, ngon nhào vô. Ui giời. Ôi, có sống quê, có sống quê. Quê hương là chùm nhám nhục. Thời tới rồi, cản không có được đâu. Ok, lần nào thính nó cũng gần vị trí của thầy cho lên, thầy sẽ lút luôn nhá. Thầy không có nói nhiều nữa, trận này đảm bảo là uy tín chất lượng luôn. Ok, một câu duy nhất nữa thôi, không để các em thất vọng lần thứ N đâu. Ok nhá, thính rơi nào. Rơi nhanh lên. Đang láo lức không biết là nhặt được khẩu gì đây. Ra cái gì đây? À đây, ngon. Thầy sẽ cầm khẩu này, thầy đi solo luôn nhá. Chứ không cần phải là đứng xa xong lúc bắn tỉa và đít người ta nữa. Đây thầy sẽ gọi là đi solo luôn. Từ từ nhá, kiếm một cái thằng nào gần mình cái đã, xong rồi nào đến là bắn tầm gần sát đút luôn. Thầy biết khẩu này căn như thế nào luôn. Thầy ấy, cầm khẩu này ấy là bắn như một con hổ luôn. Các em biết không? Cầm khẩu này là phải hổ báo, phải mạnh mẽ lên. Tao Đức Mom không đàn em thằng nào một mình tao chấp hết, lên. Không nói nhiều. Rồi, ở đây là có một con hổ à. Đứng ra đây. Đứng lên trong một viên nào. Thôi rồi, ra giao tranh luôn. Thầy có quả đường này đẳng cấp này. Này, nào solo. Một viên này, một keo này. Ra đây, ke đầu này. Ok, headshot luôn. Bây giờ thầy sẽ gạt thằng này lấy thêm keo đã. Đấy, thì là trận này thắng rồi đấy. Nếu mà thầy xử được hai cái thằng cuối cùng ấy thì các em nhớ là bấm like nhá. Bấm like 15 lần nhá, chứ đừng bấm like 2 lần nó thành không like đấy. Ok, Anu, ai cho mày đi à? Ai cho mày đi à? Vào luôn, chơi khô máu luôn. Từ từ đã. Một viên này. Ok, thầy quất luôn nhá. Quất luôn này, yếu rồi. Nhìn thầy xử lý nhá. Nào, quắc cho. Ok, thằng anh bắn đi đâu đây? Thấy không? Ke đầu đẳng cấp luôn. Xử lốt thằng cuối cùng là xong clip rồi. Ok, à đây là xong rồi. Ok, cảm ơn các em đã xem clip này nhá. Nếu mà thấy hay thì bấm like, ok. Bye bye, lần sau gặp lại nhá. Come on, make a couple racks and you stay.